kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sáng nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua khối doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp tỉnh và triển khai công tác năm 2016. Năm 2015, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã thực hiện tốt chức năng làm cầu nối giữa doanh nghiệp với tỉnh và chính quyền các cấp, để tạo không khí thi đua sôi nổi trong các doanh nghiệp, Hiệp hội đã phát động và ký kết phong trào thi đua doanh nghiệp vĩnh phúc trung sức, đồng lòng, liên doanh, liên kết, phát triển bền vững. Hiệp hội đã lựa chọn một số doanh nghiệp có thành tích xuất sắc tham gia chương trình thương hiệu quốc gia, bình xét giải thưởng sao vàng đất Việt, giải thưởng trí tuệ Việt Nam năm 2015. Hội nghị đã lựa chọn các doanh nghiệp tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và đóng góp cho ngân sách nhà nước để đề nghị cấp trên khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2016. Trong năm 2015, nhiều chỉ tiêu kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Vĩnh Phúc đã đạt và vượt so với kế hoạch. Đây chính là tiền đề quan trọng để ngân hàng phấn đấu đạt tổng dư nợ tín dụng gần 3.000 tỷ đồng trong năm 2016. Để thực hiện được mục tiêu này, năm 2016, BIDV Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy nhanh việc giả soát, tiếp cận ngay các khách hàng để nắm bắt nhu cầu vay vốn. Đôn đốc phối hợp bám sát các khách hàng đã có dự án, phương án vay vốn hoặc sẽ có nhu cầu vay đầu tư mới để hoàn thiện hồ sơ và giải ngân sớm. Đồng thời ưu tiên các nhu cầu đầu tư mở rộng, nâng cấp các dự án vừa và nhỏ, dự án lớn khả thi gắn với khách hàng có tài chính tốt. Tiếp tục mở rộng cho vay bán lẻ, vay tiêu dùng đối với đối tượng công chức có thu nhập ổn định. Với những giải pháp đó, BIDV Vĩnh Phúc phân đấu tổng nguồn huy động vốn năm 2016 đạt gần 3.800 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với năm 2015. Tổng dư nợ tín dụng đạt gần 3.000 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2015. Rau su su hiện đang là cây trồng thế mạnh của người dân trên địa bàn huyện Tâm Đảo. Vụ đông năm nay, toàn huyện Tâm Đảo gieo trồng trên 230 hectare rau su su, trong đó tập trung chủ yếu ở các xã Hồ Sơn, xã Học Châu, thị trấn Tâm Đảo, thương hiệu Su Su Tâm Đảo không ngừng vươn rộng trên thị trường. Gia đình chị Nguyễn Thị Hiền hàng ngày phải thuê 4 lao động nhặt và sơ chế rau để đảm bảo mỗi ngày có hai tạ rau đã sơ chế xuất cho các nhà hàng. Giá bán khá ổn định vào khoảng 40.000 đồng một kg rau đã qua sơ chế. Chị xuất đi những đâu? Tôi đi Hà Nội hết. Mỗi một ngày thì mình xuất đi bao nhiêu tạ? nói chung là cũng tùy theo nhà hàng người ta ăn số lượng bao nhiêu thì mình lấy bấy nhiêu người ta đặt bao nhiêu thì mình đưa bấy nhiêu đây là ở đây thì có bao nhiêu nhà hàng đặt chị ạ nói chung ở đây thì mình đi nhà hàng Hà Nội thì nó đông lắm <laughs> mà người ta có ưa chuộng sử dụng cái rau này không có thường thì cái số lượng các cấp này có đủ cho các nhà hàng không đủ chứ chị ạ là ngày nào là cũng đi số ngày nào cũng, đều cũng đi thì... nói chung là nó cũng đồng đều nó cũng không ấy bao nhiêu em yên tâm đi rau các loại rau rau này sạch nhất Vừa qua, rau su su tam đảo đã được tỉnh lựa chọn là sản phẩm nông nghiệp có lợi thế để giới thiệu xuất khẩu sang thị trường các nước. Điều đó là cơ sở để người dân tiếp tục gắn bó với cây rau su su và ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm. Tiếp theo chương trình thật sự là những thông tin trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, 2 tháng đầu năm 2016, nước ta vẫn giữ vững đà phục hồi tăng trưởng kinh tế. Đánh giá về tình hình kinh tế xã hội 2 tháng đầu năm, Chính phủ cho biết, tình hình tiếp tục chuyển biến theo chiều hướng tốt. Cụ thể, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 2 năm 2016 tăng 0,42% so với tháng trước, xuất khẩu 2 tháng ước đạt 23,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,9% so với cùng kỳ, xuất siêu khoảng 865 triệu đô la Mỹ, thu hút vốn ODA, FDI tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước thu ngân sách nhà nước đến ngày 15 tháng 2 ước đạt 15,8% dự toán năm, tăng 2,4%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng khá, 2 tháng tăng 6,6%. Nông nghiệp mặc dù gặp nhiều khó khăn do diễn biến thời tiết kém thuận lợi nhưng vẫn phát triển khá ổn định, bảo đảm nguồn cung trong và sau Tết Nguyên đán. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 9,7%. Tuy nhiên, chính phủ cũng thống nhất nhận định năm 2016, nước ta sẽ gặp phải nhiều khó khăn, đó là sự phục hồi chậm, tiềm ẩn nhiều rủi ro của kinh tế thế giới và khu vực, giá dầu ở mức thấp, chưa có hướng hồi phục, chính sách tài chính tiền tệ diễn biến phức tạp của nhiều nước đã ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt của nền kinh tế nước ta, nhất là xuất nhập khẩu, thương mại, tỷ giá, thu chi ngân sách nhà nước. Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ giúp ngành công nghiệp Việt Nam nâng cao hiệu quả sản xuất, hướng đến tăng sản lượng và giá trị xuất khẩu. Tuy vậy, để đoán được những cơ hội từ TPP, các chuyên gia cho rằng các doanh nghiệp và cả các cơ quan quản lý đều cần phải thay đổi. Với lộ trình cắt giảm thuế quan đến năm 2018, thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ các quốc gia thành viên ASEAN sẽ giảm xuống mức 0%. Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam sẽ chịu áp lực cạnh tranh lớn bởi hiện các nước như Thái Lan, Indonesia đang có sản lượng ô tô rất lớn và đang hướng đến xuất khẩu. Nếu không tham gia được vào chuỗi cung ứng của các hãng ô tô lớn thì khả năng giành ô tô Việt Nam sẽ rất khó cạnh tranh. Vì vậy, giải pháp được các chuyên gia đưa ra cho ngành đó là phát triển công nghiệp phụ trợ để cung ứng phụ tùng ô tô cho các đối tác lớn. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần tận dụng cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài nhằm tranh thủ lợi thế về vốn, nhân lực và kỹ thuật của các đối tác. Về dài hạn, các doanh nghiệp trong nước cần bám sát độ trình và các quy định về mở cửa thị trường của Hiệp định TPP nhằm xây dựng kế hoạch đầu tư, sản xuất hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh của mình, tận dụng được cơ hội tham gia chuỗi cung ứng trong khu vực. Theo Tổng cục Thống kê, đầu tư trực tiếp của nước ngoài 2 tháng đầu năm đã thu hút 291 dự án được cấp phép mới, số vốn đăng ký đạt 1,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 96,6% về số dự án và tăng 167,5% về số vốn so với cùng kỳ năm 2015. Bên cạnh đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 2 tháng đầu năm ước tính đạt tỷ USD, 1,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,4% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn cho ngành công nghiệp chế biến chế tạo chiếm 71,2%, ngành nghệ thuật vui chơi và giải trí chiếm 7,5%, các ngành còn lại chiếm 21,3% tổng số vốn đăng ký cả nước có 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 2 tháng đầu năm. Trong đó, Hà Nội có số vốn đăng ký lớn nhất với 242,4 triệu đô la Mỹ, chiếm 12,7% tổng vốn đăng ký. Tiếp đến là Bắc Giang 206,1 triệu đô la Mỹ, chiếm 10,8%, Bắc Ninh 200,6 triệu đô la Mỹ, chiếm 10,5%. Theo cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, Tính đến nay, mới chỉ có 36 tỉnh thành có báo cáo về chương trình thí điểm cấp xác nhận sản phẩm an toàn với 282 chuỗi cung ứng nông sản an toàn. Con số này khá khiêm tốn so với số lượng các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên cả nước. Việc thí điểm triển khai cấp xác nhận sản phẩm an toàn cho các cơ sở kinh doanh nông sản thực phẩm được xem là một giải pháp giúp lấy lại niềm tin người tiêu dùng, giúp họ tiếp cận với sản phẩm an toàn thực sự. Nhất là trong bối cảnh việc kinh doanh các mặt hàng này vẫn vàng thao lẫn lộn, Tuy nhiên, số lượng các cơ sở được cấp xác nhận qua gần 4 tháng triển khai vẫn còn rất hạn chế. Hiện một số siêu thị cửa hàng kinh doanh đa sản phẩm cũng đang dần có nhu cầu xin được cấp chứng nhận riêng cho các sản phẩm nông sản thực phẩm. Đây là điều đáng mừng và cho thấy xu hướng tất yếu sẽ dần hình thành thị trường bán sản phẩm an toàn có xác nhận. Tuy nhiên, để chương trình này triển khai trên diện rộng sẽ cần phải xã hội hóa việc giám sát, cấp giấy chứng nhận. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai còn rất nhiều vướng mắc cần phải tiếp tục tháo gỡ trong giai đoạn tới nếu muốn đẩy nhanh việc triển khai cấp chứng nhận sản phẩm an toàn trên diện rộng. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo mối đe dọa ngày một lớn bắt nguồn từ việc tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và các nhóm phiến quân đang phát động chiến tranh hóa học ở Trung Đông. Đồng thời kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán toàn cầu về một hiệp ước mới nhằm đối phó với hiểm họa này. Phát biểu tại hội nghị giải trừ vũ khí do Liên Hợp Quốc bảo trợ tại Geneva, Thụy Sĩ, ông Larov nói, ngày nay mối đe dọa đó đang trở nên hết sức cấp bách sau những sự thật mới được tiết lộ về hành vi tái sử dụng không chỉ các hóa chất công nghiệp độc hại mà còn cả các chất sử dụng trong chiến tranh hóa học của IS và các nhóm khủng bố khác ở Syria và Iraq. Ngoại trưởng Nga nêu rõ, mối đe dọa gia tăng liên quan tới những tội ác tương tự đang được thực hiện trên lãnh thổ Libya và Yemen. Ngoại trưởng Nga cho biết thêm, cần thiết phải nhanh chóng thực thi thỏa thuận chấm dứt những hành động thù địch ở Syria và để các bên tham chiến ở Syria quay trở lại các cuộc đàm phán chính trị. Theo cơ quan thống kê châu Âu Eurostat, tỷ lệ thất nghiệp của khu vực sử dụng đồng tiền châu Âu Eurozone trong tháng 1 năm 2016 giảm xuống 10,3%, mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2011. Cao hơn dự đoán của giới phân tích và những tác động tiêu cực của tình hình kinh tế thế giới ảm đạm. Giới phân tích dự kiến số liệu của tháng 1 năm 2016 sẽ vẫn là 10,4% như tháng 12 năm 2015, dù tính cả sự giảm tốc nhanh của kinh tế Trung Quốc và biến động mạnh của các thị trường tài chính toàn cầu. Hiện Eurozone có khoảng 16,65 triệu lao động thất nghiệp trong tháng 1 năm 2016, giảm 105.000 người so với tháng 12 năm 2015 và giảm 1,4 triệu người so với tháng 1 năm 2015. Hy Lạp và Tây Ban Nha có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất Eurozone với 24,6% và 20,5%, còn con số tương ứng của Đức và Pháp là 4,3% và 10,2%. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp của Liên minh châu Âu EU cũng giảm xuống còn 8,9% trong tháng 1 năm 2016, so với mức 9% tháng 12 năm 2015 và 9,8% cùng kỳ năm 2015. Ủy viên Liên minh châu Âu EU phụ trách hỗ trợ nhân đạo và xử lý khủng hoảng Christos Tinanis cho biết, Ủy ban châu Âu EC sẽ đề xuất sử dụng nguồn quỹ được dùng cho các chương trình cứu trợ khẩn cấp để hỗ trợ các nước đang chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng di cư. Chương trình cứu trợ khẩn cấp của EU thường được dùng để trợ giúp các khu vực nghèo nàn và hứng chịu xung đột tại châu Phi và Trung Đông. Theo thời báo Phú World, Ủy viên Stylianides sẽ thông báo về gói cứu trợ trị giá 700 triệu euro, tương đương 765 triệu đô la Mỹ trong 3 năm và chủ yếu dành cho Hy Lạp. Hy Lạp đã đệ trình một kế hoạch khẩn cấp lên EU yêu cầu cấp 450 triệu euro để chi cho các trang thiết bị và nhân viên làm việc tại các điều tạm thời của người di cư. Bộ trưởng Bộ Di cư Hy Lạp Yanis Moussalat mới đây cho biết số người di cư đổ vào nước này có thể lên tới 70.000 người trong vài tuần tới. Sứ sở các vị thần vốn được xem là cửa ngõ vào châu Âu của hàng chục nghìn người di cư từ Trung Đông và các khu vực lân cận. Tuy nhiên, việc các nước thuộc khu vực ban căng đóng cửa biên giới làm lượng lớn người di cư bị tắc nghẽn tại Hy Lạp. Bộ trưởng Tài chính Pháp Michel Sapin khẳng định, Nước này có thể vượt qua những rủi ro liên quan đến tình hình tăng trưởng chậm lại trên toàn cầu và đạt mục tiêu GDP tăng 1,5% trong năm 2016. Phát biểu với báo giới khi trở về Pháp sau khi tham dự hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tại Thượng Hải, Trung Quốc, ông Sapin cho biết Pháp không lo ngại về thể trạng kinh tế thế giới như nhiều quốc gia khác do nước này đang vượt lên từ một khởi đầu thấp. Bộ trưởng Sapin cho rằng Pháp có thể dựa vào những nhân tố như nhu cầu trong nước và đầu tư để thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của nước này. Hồi tháng 11 năm ngoái, ông Sapin bày tỏ tin tưởng rằng nước Pháp đã thoát khỏi giai đoạn tăng trưởng rất yếu, từng đoàn nội ám ảnh dai dẳng của nền kinh tế lớn thứ hai Eurozone này. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD dự báo GDP của Pháp sẽ tăng 1,2% trong năm nay, trong khi Ủy ban châu Âu EC và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ước tính con số này là 1,3% chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình vĩnh phúc xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt